thai được 12 tuần 5 ngày. Một tim thai. Nhịp tim là 157 lần trên 1 phút. Chiều dài đầu mông là 70mm. Độ mờ da gáy là 2.0. Lượng nước ối bình thường. Bác sĩ nói thế em cũng không hiểu gì đâu. Thế nhưng mà tóm lại là con em có bị còi không ạ? Chỉ có điều là... Sao ạ? Sao ạ bác sĩ? Anh chị đã từng kế hoạch đúng không ạ? Dạ... Vâng ạ. Cơ địa của em, cổ tử cung ngắn, cộng với việc đã từng kế hoạch. Do vậy trong quá trình mang thai sẽ xảy ra những nguy cơ như là sảy thai hoặc sinh non. Chính vì vậy mà khi về nhà em phải hạn chế lao động nặng này, uống nhiều nước, hạn chế di chuyển và phải kiêng quan hệ đấy. Ngoài ra còn một số thực phẩm gây cơn co tử cung như là đu đủ xanh này, nha đam, dứa em cũng phải kiêng tuyệt đối. Chị đã kê thuốc đặt cho em. Về nhà ấy thì em nên theo dõi, nếu thấy ra máu hoặc ra dịch thì phải vào viện ngay, không thể chủ quan được đâu. Trước đây em từng yêu như điên một người. Lúc em mang thai lần đầu, hắn bắt em bỏ. Đến khi em mang thai lần hai, anh ta lại bắt em bỏ tiếp. Em biết, lúc đấy em biết là hắn là người chẳng ra gì cả, chỉ bòn tiền rồi cờ bạc, gái hú thôi. Còn em, lúc đấy em cũng chẳng ra gì cả, em không kiếm được tiền, thế nên em đành phải bỏ đứa bé đi. Đừng buồn nữa. Đừng khóc nữa. Con về đây rồi. Nhưng ngay cả một người chẳng ra gì cũng dễ dàng vứt bỏ con của mình hay sao? Chả lẽ em làm cái nghề gãi đầu để kiếm sống thì máu của em cũng lạnh hơn máu người khác hay sao? Anh ơi, từ ngày em về ở với anh, em sống bên anh, em được gặp chị Nga, anh có biết là em thay đổi như thế nào không? Lần đầu tiên em ước, em ước là mình có thể sống tử tế hơn, sống lương thiện hơn anh ạ. Giờ mà em được gặp anh với lại gặp chị Nga từ sớm hơn thì có lẽ là đời em đã không ra nông nỗi như thế này. Anh Vượng, thực ra em không có biết chắc là đứa bé trong bụng em có phải là con của anh hay không. Kìa, em nói linh tinh cái gì đấy? Nó chắc chắn là con anh. Anh cảm nhận thấy điều đấy mà. Anh cảm nhận? Anh cảm nhận kiểu gì? Thì cái hình ảnh siêu âm ấy, khuôn mặt của con nó rạng rỡ, nó sáng sủa, y như là anh ấy. Bác sĩ nói với em là em khó có bầu, có thể em bị vô sinh thứ phát. Anh ơi, em chỉ ước là em được làm mẹ thôi. Em ước được một lần con gọi em là mẹ, dù là em không ra gì,
nhưng mà em cũng xứng đáng mà, đúng không? Hiển nhiên là như thế rồi. Vì vì chúng mình xứng đáng mà. Yên tâm.